Cái lớn trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, ở những xứ sở tư bản, việc lãnh đạo một đất nước thường là qua một quá trình sàng lọc, ứng cử, và những người ứng cử đó phải có đủ những phẩm chất để lãnh đạo một đất nước. Và điều đó đã chứng tỏ rằng, thưa quý vị, một cái đất nước phát triển được là nhờ những lãnh đạo tài giỏi. Họ đã qua sự sàng lọc bằng những cái lá phiếu riêng ở những nước độc đảng hay độc tài, thì họ sử dụng cái quyền lực mà họ có để họ đứng lên làm lãnh đạo. Tuy nhiên, nhân cách, đặc biệt là nhân cách lãnh đạo, lại là một cái phẩm giá cần thiết của con người. Nhìn lại đất nước Việt Nam sau 44 năm mà Cộng sản đã cưỡng chiếm, rất nhiều cái câu nói ngớ ngẩn đã được người dân, mạng xã hội phổ biến để chứng minh cái phẩm giá, phẩm cách của người lãnh đạo đất nước Việt Nam dưới cái thể chế Cộng sản ngày hôm nay như thế nào. Facebooker Nguyễn Hòa đã có cái status là nhân cách là hệ thống những phẩm giá con người, nhân cách là sự chắt lọc từ đẳng cấp xã hội, từ bản lĩnh, từ nền tảng văn hóa dân dân. Trong thể chế Cộng sản, ta thấy được có bao nhiêu lãnh đạo có được những thứ kể trên. Chúng ta chỉ thấy lãnh đạo và chính khách Cộng sản toàn là những người chỉ vì mình, vì lợi ích của bản thân, nói một đàng, làm một nẻo, hứa nhăng, hứa cụi, trục lợi và động cơ chính trị. Mọi lợi ích chỉ dành cho đảng và đoàn thể do đảng lập ra nhằm tạo dựng nên một hình thức để che đậy cái bản chất dối trá mà không phải là của nhân dân, do dân hay vì dân. Cây bút Nguyễn Đình Ngọc thì lại có Sarus. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã đề nghị từ nay đến dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác Hồ cần chuẩn bị thật tốt cái việc tổ chức đại hội, nhất là công tác nhân sự, phải tránh xa để không có những biểu hiện là tư duy nhiệm kỳ cục bộ, rồi thân quen, rồi nể nang dễ dãi khi lựa chọn nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ mới. Nếu mà Trần Quốc Vượng nói như vậy thì chứng tỏ rằng hàng chục năm qua toàn là cái thứ chính khách như vậy, thì hỏi lấy gì mà nước không tàn, dân không mạng. Bổ sung cho cái Sarus đó, Trần Nguyễn Đình Ngọc đã có một bài viết là cái thứ chính khách của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nội dung của bài viết đó như sau: môi trường độc đảng như Việt Nam, dù trả giá bằng thương tích đầy mình, với giả sử là khả năng thật sự, cũng không có chỗ cho bất kỳ một người nào có khả năng và tham vọng hoạt động như một chính khách chuyên nghiệp. Cái thứ gọi là chính khách Việt Nam càng ngày càng yếu về bản lĩnh, kém về ứng phó, đặc biệt là cái tính hùng biện và thuyết phục trước đối phương cũng như là trên thế giới, cho thấy ngày càng xuất hiện nhiều phát ngôn khó lòng mà chấp nhận được. Tình hình nguy cấp hiện nay trước sự xâm lăng của Trung Cộng về bãi tư chính đã cho thấy rõ cái điều đó. Hãy nhìn hình ảnh Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn vui vẻ và hỉ hả khi gặp Tập Cận Bình trong lúc bãi tư chính bị Trung Cộng lăm le, hay là Nguyễn Xuân Phúc vuốt ve bỡ đỡ Tổng thống Donald Trump, thì sẽ thấy hết cái thứ gọi là chính khách của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những cử chỉ, khóe môi, đuôi mắt, cái nét mặt, cái bắt tay vừa xạo ke vừa ngượng ngập, lại vừa gây cười như là những diễn viên hài hẳn bét ở trên sân khấu Tiếu Lâm Hội mà khán giả mua vé, nếu không ngồi ngáp dài thì chửi thẳng vì diễn hài quá vô duyên. Đó không phải là bộ mặt ngoại giao mà người dân và thế giới muốn nhìn thấy. Nghệ thuật ngoại giao không có chỗ cho những hình ảnh thè lưỡi ngây ngô như Nguyễn Xuân Phúc, hay phô ra những cái hàm răng cáo bẩn và lộn xộn của rất nhiều tên đàn ông. Nó cho thấy người đàn ông Cộng sản Việt Nam thật dơ dái khi đối diện với hàng tỷ cặp mắt trong và ngoài nước. Họ có thể có hàng trăm triệu USD, nhưng họ không hề biết trân trọng ngay chính bản thân
và không biết xài tiền. Đồng thời, cái hàm răng kinh khủng khiếp đó dễ tạo cái cảm xúc tham tàn và đói khát của mãnh thú cho người đối diện. Nhưng những gã đàn ông đó vẫn không hề nhận ra. Hãy nhìn cựu tổng thống Bush từng bị ném dài, cũng như bà Bill Clinton cũng bị như thế. Trực diện trước cú ném thẳng vào mặt và vào đầu, họ vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Hơn thế, bà Hillary Clinton còn đủ bản lĩnh với cái lời nói dí dỏm, hài hước. Đáp lại cái lời thưa làm đó là những tiếng cười to trong khán phòng đồng loạt bật ra. Nó ngay lập tức át đi cái chất nghiêm trọng của sự việc. Một ứng xử hoàn toàn thành công của một chính khách cao tay trước công chúng toàn cầu. Cần nhớ, cái cú ném dài nhắm vào Bush hay Hillary Clinton, những chính khách vô cùng nổi tiếng trên thế giới, đó là bản lĩnh siêu việt không phải là ai cũng có được. Những chính khách ở trong quả kép của Việt Nam, nếu đối diện với hoàn cảnh như thế thì họ sẽ phản ứng ra sao? Tôi hình dung là khuôn mặt từ tái dại và nhanh chóng đã chuyển qua hung tợn của tên côn đồ ngay lập tức với một nhà báo tưởng tượng nào đó. Tệ, án chung thân cho người đó và bầm dập cho cả gia đình liên quan sẽ không tránh khỏi, theo cái kiểu mà tru di tam tộc. Như thế, suốt cuộc đời của đại gia đình đó gắn với cái chữ là thân tàn ma dại, sống không bằng chết. Đó, cái cách thể hiện của đỉnh cao trí tuệ trước mắt người dân và toàn thế giới là như vậy. Thế cho nên, chẳng bao giờ người Cộng sản Việt Nam, nhất là cái hạng cấp cao, có thể cải thiện được hình ảnh với thế giới là điều quá hiển nhiên. Bấy lâu nay, cái thứ chính khách ở trong quả kép Việt Nam, kể cả đại biểu quốc hội, với giáo sư, tiến sĩ, với nhân sĩ trí thức, với sĩ phu Bắc Hà có tiếng tăm, ngoài cái việc trưng ra những cái lời trí tuệ độc nhất vô nhị và đầy mâu thuẫn, sáo rỗng, ngụy biện, thậm chí còn có những hành vi ý đồ lừa đảo người dân. Họ chỉ cho thấy cái tính cách là giận lẫy, là hờn mát, là đỏng đảnh, là du côn, là vô học, trộn lẫn cái tính kiêu kỳ, lố bịch, đua đòi, xính chữ, a dua, đồi co, vân vân, hơn là khẳng định bản lĩnh, trình độ, cái tính cao thượng và sự khôn ngoan ở trên mọi lĩnh vực ngay trước mắt người dân, chứ chưa cần nói đến là trước diễn đàn thế giới. Đặc biệt là nhìn vào ánh mắt, cử chỉ và hành động của cái thứ chính khách trong quả kép Việt Nam thì người ta khó tìm thấy cái tính chất ân cần và nồng nhiệt, trân trọng người đối diện mà họ đang tiếp xúc. Cái biểu lộ này thể hiện cái sự lịch lãm, văn minh và vô cùng tinh tế, bởi người đối diện dù là người ít học cũng dễ dàng nhận ra ngay lập tức và nhất định dành cho các chính khách cái sự thiện cảm khó mà chối từ. Có lẽ vì vậy mà trong các cuộc tranh cử, các chính khách quốc tế luôn biết làm sao lôi kéo và gây thiện cảm cao nhất đối với ngay cả những thường dân. Trọng dân chính là điều khôn ngoan cho sự bền vững lâu dài, dù có rút lui khỏi chính trường, lịch sử vẫn ghi tên vị chính khách đó. Hồ Chí Minh đã từng thành công, ít nhất là đối với người dân ở trong nước lúc bấy giờ. Khốn nổi cái thành công đó đến từ sự gian dối và lừa đảo. Giờ đây cái bộ mặt chính khách ngỡ là tài ba đó đã phơi trần trùi trùi, không còn cứu vãn nổi. Nhân nào thì quả đó thôi. Cái sự tàn lụi khả năng nghệ thuật pha lẫn khoa học như một chính khách chuyên nghiệp cần có trở thành một điều dễ hiểu, bởi tất cả những người gọi là chính khách ở trong quạt kép của Việt Nam hôm nay, họ không có và không muốn có cái môi trường tranh biện với critical thinking để cọ sát thực tế. Đó cũng là tâm lý tiểu nông không dễ gột rửa ngày một, ngày hai. Những người này dễ bị quê sệ với bất cứ một việc gì nhỏ nhặt, chứ đừng nói tới cái kiểu ăn dài như Bush hay Hillary Clinton.
Cái tâm lý dễ quê khó quê, dù sự việc cái phát ngôn do họ gây ra và bị phản bác đúng chăng nữa, thì càng bộc lộ cái chất bảo thủ dẹp hoài rất nặng trong như cái bằng giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ hay nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nhà soạn nhạc, nhà hát, ca sĩ, vân vân. Vì lẽ đó, tuyệt đại đa số họ đều rơi vào cái phép ngụy biện cổ điển, khiến cho người khác dễ dàng bắt dò. Vậy là họ lại càng cay cú và xoay qua công kích cá nhân hay một phép ngụy biện nào đó để tranh tài, tranh giỏi, dẫn đến lạc chủ đề cần giải quyết ở trong phạm vi trách nhiệm của họ. Cũng chính cái cách hành xử này càng hạ thấp nhân cách và trí tuệ vốn không được đầy đặn cho lắm, bất kể là họ có bằng cấp từ Mỹ hay châu Âu. Đó là điều rất đáng tiếc một khi họ muốn bền lâu ở trên con đường chính trị. Thế là độc quyền làm chính khách bỗng chốc đã biến thành ngụy chính khách. Hệ quả tất yếu đó dẫn đến sự héo úa tài năng chính khách Việt Nam nhiều năm qua và sau này có vẻ là khó cứu vãn nổi một khi chế độ toàn trị nó còn tồn tại. Trở thành một chính khách chuyên nghiệp không phải trở thành một con buôn lọc lõi hay là một gián điệp tài ba. Một chính khách giỏi sẽ là một nhà hùng biện, diễn thuyết có tài và là một nghệ sĩ hài duyên dáng. Như trường hợp ngược lại thì chưa chắc là đúng. Đó là cái vô cùng khó của một chính khách. Nó không dành cho những ông bà cộng sản và thân cộng, cũng như bỏ đảng nhưng không bỏ được máu đảng, hoặc chưa bao giờ vô đảng nhưng hành xử không khác cộng sản. Chỉ thích tào lao bác xế hàng chục năm qua với dùi đục chấm mắm tôm và lý thuyết suông, tất nhiên là từ học giả cho đến học thiệt. Dàn chính khách xưa lắc xưa lơ không có đủ bản lĩnh, tri thức và sự tự tin để ra những quyết sách độc lập, đột phá và quyết đoán, khôn ngoan, thể hiện qua những tấm hình, những cái tấm ảnh ở hội nghị Thạch Đô. Những tấm hình đó cũng nói lên tư thế, thần thái của các ông Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, vân vân. Hãy nhìn những tấm ảnh trong hội nghị Thành Đô với Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, vân vân, có vẻ khúm núm, hèn mọn, trong khi Nguyễn Văn Linh để cho Giang Trạch Dân, Trịch Thượng nhấn mạnh là nắm cẳng tay như nắm một cái thằng đàn em ở trong hội bàn đào, thì Phạm Văn Đồng với cái lưng cong cong cùng với hai tay che trước hạ bộ, còn Đỗ Mười chắp tay sau đít, chân thì càng hãng, chân thẳng chân khuỵ như đang đứng ở trục đám ăn cưới của hai họ và người cộng sản, gần như giống như là họ là đàn gái lúc đó. Nhục. Hầu như cộng sản cấp cao hay cấp thấp đều cho thấy là họ rất ít tự học và chịu đọc, đúng với nghĩa của những từ này. Họ không tự học, tự rèn luyện bằng suy nghĩ critical thinking cần có trong môi trường ngày càng hội nhập quốc tế. Ngay cả những người làm trong ngành ngoại giao, họ cũng có vẻ rất yếu, kể cả ngoại ngữ, sử dụng thông thạo ở góc độ tranh luận hùng biện sắc sảo, chứ không chỉ là đọc thông viết thạo. Có lẽ với tình trạng đầu tắt mặt tối ở trong hoạt kép, các loại chính khách Việt Nam đã không còn thời gian dành cho âm nhạc, phim ảnh, tiểu thuyết, vân vân, những cái món ăn chơi vô bổ nhưng vô cùng cần thiết cho tay nghề và tôn tạo hình ảnh của họ. Thế cho nên nhìn họ, người ta thấy như những chú robot di động hơn là những một người lanh lợi, hoạt bát, lại hiện đại trong chừng mực dưới mắt của công chúng. Họ có vẻ không ý thức cho lắm, họ đang thay mặt và đại diện cho cả một dân tộc Việt Nam. Vì vậy, đa số hình ảnh của họ trên trường quốc tế luôn xấu, thảm và lố lăng, ngờ nghịch. Còn đó, hình ảnh một Trương Tấn Sang ngồi gục đầu trước binh lính Trung Quốc. Còn đó, cái kiểu ngồi dạng Hán của Minh Triết. Còn đó, cái dáng đi lệch bệch hai hàng của Tấn Dũng. Còn đó, cái cổ cong cong và còng queo, cầm giấy quạt phầy phạch giữa cái buổi diễn nhạc thính phòng của Xuân Phúc, vân vân và vân vân, nhiều đến không kể xiết.
thật không ra làm sao đối với cái tư thế chính khách đại diện cho một quốc gia độc lập có chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Cớ sao cái bọn bành trướng đó lại không rẻ rúng chứ? Đó là điều tất yếu không tránh khỏi. Tư tưởng như thế nào thì hành vi, hành động gần như thế đó. Người viết: Nguyễn Ngọc Già. Việt Nam vẫn luôn kiêu hùng, dòng nói dòng tiên ta.